Cái gì? Và đây là tất cả các loài cá mới sắp sửa được cập nhật nha các bạn ơi. Toàn là loài cá lẹ không à. Oh my god. Và các bạn có muốn biết khi nào là những loài cá này sẽ được cập nhật không? Đó thì hãy là follow và đăng ký kênh cho tôi đó nha. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, cũng đã lâu lắm rồi cũng chưa làm video clip cho các bạn coi nữa. Đó, thì chính xác khoảng là tầm 1 ngày đã các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại rồi đây. U là trời, và đây là cái bảng xếp hạng của mình. Đó chính là vị trí thứ 19. Và sắp tới thì game sẽ là cập nhật thêm cho chúng ta một cái nhân vật cực kỳ là mới luôn nha các bạn ơi. Nếu các bạn mà nào đang chơi game cô đơn, đang chơi game một mình, thì đây là cái phiên bản cập nhật dành cho tất cả các bạn. Và đây là các người bạn mới của các bạn. Rồi, và cái lý do mà bữa giờ là mình không có like đã thì đã có lý do nha các bạn đã ha. Tôi đã đi kép chè đó các bạn ơi. Đó, bên phim bờ nó đẹp chưa mọi người. Rồi, và đây là cái những người bạn mới AA nha các bạn ơi. Đã những chú robot sắp sửa được cập nhật trong chính ngôi nhà của chúng ta. Nó kiểu giống như là cái nội thất đó các bạn ơi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tương tác với các nhân vật AI này, ví dụ là thay đồ này, đổi tên là các bạn ơi. Đó, hoặc là tặng kiệu sao cho các nhân vật ảo này nha. Và thêm một cái điều đặc biệt trong cái tính năng mới này là chúng ta có thể là thêm tối đa khoảng là 9 cái AI khác nhau nha các bạn. Đó, 9 người bạn ảo khác nhau trong chính ngôi nhà của mình. Đó, và cái nhân vật ảo này có thể là chat được với chúng ta luôn rồi. Và chúng ta có thể thay đồ hay là nói chuyện gì cũng được nha các bạn ơi. Đó, hoàn toàn là tự động và auto hết. U là chơi. Và các bạn nào mà đang F3 thì sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Rồi, và ngày hôm trong shop cửa hàng có cái gói trang phục gì đây các bạn ơi, trông giống như là Valentino các bạn. À, trông giống như là cái kiểu giống như là quý stop đó các bạn ơi, nhưng mà sao cái da nó hơi đen mọi người. À, gói đô đất miền Nam. Rồi đó, nói chung là toàn là màu đỏ hết nha. Và mình thấy là khá là đẹp đó các bạn ơi, cái gói này trang con trai á, nhưng mà tôi thấy đẹp á. Đó, nếu các bạn biết phối màu da với khuôn mặt đó thì chắc chắn rất là đẹp luôn. Wow, thêm cái gói kim cương đã quay trở lại nè. Gói người sói dách ke nè các bạn ơi. Đó, đặc biệt là các bạn nào mà thích cày kim cương để mua đó nha. Và đặc biệt là cái gói này sẽ không bao giờ lỗi thời đâu các bạn ơi. Và đặc biệt có thêm một cái tóc nữa nè. Nói tóc vơ vip luôn đó nha. Tôi thấy cái gói này là xuất hiện từ là khi game ra mắt rồi đó mọi người. Và không bao giờ là kiểu giống như là lỗi mốt đó các bạn. Mặt cũng đẹp, cũng đẹp hết. Ta-da, và mình đã quay trở lại với căn nhà của mình đây nè các bạn ơi. Đó, các bạn có thấy cái căn nhà mình decor đẹp không? Mang cái chủ đề đó chính là lễ cưới và tiệc cưới đó nha. Đó, mình vừa tổ chức một cái lễ thành hôn cho hai bạn ở trong club Barbie của mình đó. Bạn nào mà muốn kết hôn và thành đôi đỡ nặng nhẫn thì nhớ là vô nhà của tôi nha. Để cái decor trang trí sẵn rồi, vô chi phí là kết hôn thôi. Nice. Ta-da, và ngày hôm nay mình vừa nhận một cái món quà rất là đặc biệt nè của Game Play Together đây đó. Sau bao lần chờ đợi thì cuối cùng ngày hôm nay là game mới chịu tặng cho mình. U là chờ đã, người ta review rồi nhận hết rồi đó, tém xứ rồi các bạn ơi. Bữa nay tôi mới chịu nhận đây. Ok, nhưng mà không sao các bạn, đó có quà nhận free miễn phí là vui rồi mọi người. Đó, và mình sẽ là review chi tiết cái có phía bách này cho các bạn coi nha. Đó, và đang cần kim cương thì game lại cho mình 200 kim cương rồi, 3.000 điểm dương miệng ở đây các bạn ơi. Thời tới rồi đó, thêm cái avatar động nữa kìa, đẹp chưa, đẹp chưa. Rồi, không biết là các bạn đã mở full cái gói fit pass này chưa. Mùa chỉ huy blue này nè, đã toàn tất cả là đều màu xanh nước biển hết rồi. Và đặc biệt đó chính là một cái chiếc xe tăng mà mình muốn biết rất rõ, đó chính là cái chiếc xe tăng này nó to hay là nhỏ đây. Đấy, một cái câu hỏi tôi hay thắc mắc nha các bạn. Và bây giờ đến với cái màn đập hộp gói VIP Pass đây. Và cái level 1 đầu tiên đó chính là chiếc xe tăng chỉ huy blue. Đó, không ai có thể ngăn cản chỉ huy, quá là đẹp nha các bạn ơi. Và theo cái cảm nhận của mình thì mình thấy cái chiếc xe tăng này đẹp hơn cái chiếc xe tăng pin lớp kia đó các bạn ơi. Nhìn nó rất là chiến luôn. Rồi, tiếp theo level là chính là cái mũ đó nha. Rồi, và cái level tiếp theo nhận đó chính là cái tóc buộc hai đuôi. Tiếp theo level 9, rồi một cái giày chỉ huy blue, rồi cũng là màu blue luôn. Đấy, nói chung là toàn bộ là đều là blue hết. Đó, đồng phục chỉ huy blue nữa. Đó, chỉ huy nữ cho các bạn chứ không phải chỉ huy nam đâu. Rồi, tiếp theo một cái khuôn mặt cũng là blue luôn. Đó, mặt chỉ huy blue. Rồi, đèn blue luôn. Đó, giống như bluetooth đó các bạn ơi. Nhưng mà không phải nha, cái này giống như kiểu cái radar đó các bạn. Đấy, kiểu giống như là cái vệ tinh á. Đúng rồi, cái vệ tinh mọi người. Rồi, quả địa cầu nè.
Và nhìn vào cái quả địa cầu này, tôi chợt nhớ ra là lúc trước có một cái gói VIP gì đó các bạn, như là mua gói mùa Cyberpunk hay là cái gì đó, có cái quả địa cầu cũng tương tự như thế này nè, nhưng mà cái gói này nó đẹp hơn nè. Rồi ghế chỉ huy và cái level cuối cùng đó chính là chú gấu VIP Pass. Ủa là trời, gấu chỉ huy Blue đó nha. Và sẵn tiện là mình sẽ làm mở hộp nhân phẩm trong ngày hôm nay. Tí mình sẽ là đi thử câu cá nha các bạn. Đó, tôi sẽ mặc cái bộ đồ chỉ huy Blue này đi câu cá voi. Đó, cái voi anh đào đó nha. Nhưng mà bữa giờ mình câu chưa có lên các bạn ơi. Không biết là mấy con cá anh đào này nó trốn mình đi đâu mất tiêu rồi. Đó, nó sợ mình câu được hay sao á. Lên toàn cái gì đâu không à. Rồi hộp thường thứ hai ra món đồ gì đây? Mặt má hồng nhỏ. Rồi tiếp theo hộp cao cấp level 19 đây. Món đồ gì đây các bạn ơi? U là trời, sandwich. Rồi cái bồn tiểu, đó ăn rồi đi tiểu nha. Tiếp theo hộp cao cấp thứ hai, không biết là bên trong có cái gì đây. Còn là hơn đây hơi xui đây các bạn ơi. Rồi tủ lạnh cũng được. Ù là chờ lại bánh quy các bạn ơi. Hôm nay sao cho toàn đồ ăn không vậy ta? Không có cho đồ, cho toàn đồ ăn không à. Rồi hộp sang trọng nè, 144 tiền sao. Bàn hè quái. Rồi bếp. Đấy, toàn liên quan đến đồ ăn không à các bạn. Ù là chờ cái tóc cho bê xích nữa. Rồi nói chung là biết nhân phẩm ngày hôm nay như thế nào rồi đó. Đấy, khá là su cà nè luôn. Rồi mặc vào các bạn ơi. Đó mình sẽ mặc vào thử cái bộ trang phục này nha. Sau đó mình sẽ là chấm điểm cái bộ này. Đó hôm qua là hôm trước là mình có mở được mấy cái hộp này nè các bạn ơi. Đấy cái mũ mèo nè. Rồi và mình sẽ là coi là bao nhiêu điểm đây. Rồi và mình sẽ là xem như thế nào nha. Đó và đây là các kích thước của các nhân vật. Đó khi tôi chọn ngay cái bộ đồ này. Đấy chỉ huy là phải to to nha. Đó người ta mới sợ nha các bạn. Chứ chỉ huy mà nhỏ quá người ta không có sợ đâu. Ok, và theo cái tổng quan đánh giá của mình thì cái bộ này thì cũng tạm tạm được các bạn ơi. Không phải là kiểu khiến cho mình phải là ồ lên wow, đó phải khá bất ngờ nha các bạn. Mình thấy cũng khá là bình thường mà nói chung là cũng ổn áp. Đó, không phải cái gì mà kiểu như đó là xuất sắc của cho lắm các bạn ơi. Đó, tại vì bộ đồ này là nữ nữa, không phải dành cho anh em. Và mình sẽ quyết định đó chính là mình cho là tầm là 8 trên 10 điểm nha các bạn ơi. Đã, còn này cái nội thất trong cái gói ớt trước nè. Rồi mình sẽ kiếm một chỗ để mình decor mấy cái đồ nội thất mới này. Ok, rồi mình đã trưng bày xong các món đồ nội thất rồi nha các bạn. Đó, và tôi sẽ test thử xem như thế nào đây. Để coi là mấy cái này nó có xịn sò hay là không. Và cái đầu tiên đó chính là cái radar. Wow, khá là độc luôn các bạn ơi. Cái này được nè, cái này được nè. Đó, cái radar là các bạn. Đó, khi chúng ta ấn tắt thì nó sẽ tự động nó rơi xuống mọi người ơi. Khá là hay. Và trên cái khuôn mặt của cái radar này sẽ có khuôn mặt là các bạn ơi. Giống kiểu robot đó mọi người. Đó, cái cảm xúc á. Đó, khi chúng ta tắt lại nó tự động nó rơi xuống rồi. Mấy cái này được nè, hay nè, hay nè. Và ít ra là VIP phải có những cái thứ độc đáo như thế này nha các bạn. Đó, thì tôi mới là cộng cho nhiều điểm nha. Rồi còn đây là cái quả cầu địa cầu chúng ta nè. Nãy cái này cũng đẹp nè các bạn ơi. Đó nó to hơn cái cũ á. Như là đợt trước có một cái quả địa cầu nhưng mà nó nhỏ hơn và nó không có kiểu nó sáng như thế này. Nãy đợt này mình thấy cái quả này to và đẹp hơn mọi người. Xin xà xin xà. Rồi và cuối cùng là cái chú gấu VIP Pass và cái ghế chỉ huy. Để ủa mày sao lẹ quá ta. Cái chú gấu VIP Pass sao không có cái quần bận các bạn. Ở chuồng kìa mọi người ơi. Ù là trời, hình như là game thiết kế chú gấu VIP Pass này mà quên thiết kế cái quần trên nó là các bạn đó, chỉ mặc cái chiếc áo không à. Đó, và dưới cái bụng thì sẽ có hai cái quả khẩu súng màu xanh đó các bạn ơi. Kiểu giống như là cái hai khẩu súng của chiếc xe tăng bắn pháo hoa lên á. À ha, rồi và phía sau thì sẽ có một cái cái khăn tròn các bạn, cái này tôi thích nè. Nhưng mà game không thiết kế cho cái nhân vật chính mà là thiết kế cho cái chú gấu VIP Pass này, khá là tiếc luôn các bạn. Đó, cho cái khăn tròn thì mới hợp bài nha. Chỉ huy phải có cái khăn tròn, áo tròn chứ mọi người. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ đến với cái chương mục chính video ngày hôm nay. Đó, cái mình đang rất là quan tâm và thắc mắc. Đó chính là cái chiếc xe tăng này, không biết là to hơn hay là nó nhỏ hơn cái chiếc xe tăng pin lớp nha các bạn. Rồi, và mình đã ra ngoài nhà rồi nè, để tôi kiểm tra như thế nào nha. Đó, rồi đây các bạn ơi. Và cái tốc độ thì nó cũng sẽ là y chang cái chiếc xe tăng pin lớp thôi. Nó không có nhanh gì đâu. U là trời à? Xem nó bé tí xíu rồi các bạn ơi. Quá cái gì vậy. Nhưng mà wow, nó rất là đẹp nha các bạn. Hiệu ứng và nói chung là cái chi tiết. Đấy, và nói chung là màu sắc nó đẹp các bạn ơi. Xịn sò hơn cái chiếc xe tăng pin lớp kia nhiều hơn. Đấy, và nó có thể là phát sáng đó các bạn. Phát sáng trong đêm, nó có hai cái mũi tên rocket hai bên kìa. Và nói chung là nhìn cái chiếc xe tăng này mình thấy nó rất ra dáng cái chiếc xe tăng hơn nha các bạn. Đó, rất là phong cách luôn.
đó, và khi bán ra nó sẽ có cái kiểu giống như là cái hình ngôi sao màu xanh đó các bạn ơi. Đấy, cái hình ngôi sao màu xanh nó phát sáng là kìa, đẹp chưa, đẹp chưa, ok. Rồi còn đây cái chiếc xe tăng pin lớp mình cho các bạn xem lại để so sánh nè. Đấy, coi là các bạn thích cái mẫu nào hơn. Đấy, một trong hai mẫu xe tăng ở đây đó. Và theo cá nhân của tôi thì tôi thích cái chiếc xe tăng màu xanh kia hơn như các bạn, tại vì nhìn có kiểu giống như là rất là đẹp và cái thẩm mỹ cao các bạn. Còn chiếc này nhìn nó hơi thô á mọi người. Đấy, tôi thấy như vậy đó, theo ý kiến cá nhân của mình nha. Còn các bạn thấy như thế nào thì nhớ là comment. Ok. Và cái sự kiện anh đào của chúng ta là chỉ còn là một ngày nữa như các bạn ơi, thì sẽ là kết thúc đó. Các bạn nào mà nhớ là chưa chụp hình 4,6 điểm thì nhớ là chụp hình nha. Đã nhớ là chụp nhiều người vô thì sẽ được cao điểm đó các bạn ơi. Rồi, và mình đang có rất là nhiều vé chơi game ở đây luôn. Buổi giờ mình quên chơi mọi người trong cái sự kiện á. Đấy, tôi đã dành rất là nhiều vé. Và chắc chắn là mình sẽ để dành vé mình cày cái tiệc trò chơi này nha. Đó, để kiếm cái nút bạc. Rồi, sắp được nút bạc đó các bạn ơi. Ok, rồi. Và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.